Sao lại ngồi đây em? Em bị tai nạn, đã gãy mất cái răng này này. Cái này phải đi trồng răng im đen rồi. Trồng răng im đen là gì hả bác sĩ? Muốn biết trồng răng im đen là gì thì hãy cùng bác sĩ tìm hiểu ngay qua video dưới đây. Với những người làm chuyên môn thì trồng răng implant dường như là một cái khái niệm rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì với nhiều người, trồng răng implant thì còn khá là mới mẻ. Thì vậy, trồng răng implant là gì? Trồng răng implant là giải pháp thay thế cho một chiếc răng đã bị mất bằng cách là cấy trực tiếp vào trong xương hàm một chiếc chân răng nhân tạo, hay còn gọi là cái trụ implant, vào đúng cái vị trí của cái chân răng cũ. Và cái phương pháp này áp dụng cho nhiều trường hợp mất răng khác nhau, như là mất răng một răng, mất nhiều răng đơn lẻ cạnh nhau, hay là thậm chí là mất toàn hàm. Một chiếc răng implant điển hình thì sẽ được cấu tạo bởi 3 bộ phận chính. Một là chân răng, thứ hai đấy là trụ phục hình, và thứ ba đó là cái răng sứ bên trên. Thì mỗi một bộ phận sẽ có cái vai trò quan trọng như nhau trong cái việc đảm bảo được cái tính thẩm mỹ, cái khả năng ăn nhai và cái độ bền của cái răng implant. Và như đã nói ở trên thì cấu tạo của một chiếc răng implant thì sẽ gồm 3 bộ phận, và mỗi một bộ phận thì sẽ đều đảm nhận được cái vai trò riêng của nó. Và chỉ cần một trong 3 cái bộ phận này không tốt thì sẽ dẫn tới là cái implant sẽ không thể nào sử dụng tốt được. Và bây giờ thì bác sĩ sẽ phân tích từng cái bộ phận để cô chú và anh chị có thể biết được một chiếc răng implant vận hành như thế nào. Thứ nhất đó là trụ implant. Thì như cô chú và anh chị có thể quan sát thì đây là chiếc trụ implant. Một trụ implant thì sẽ được cấu tạo từ cái titanium tinh khiết và có cái dạng xoắn ốc. Và trên bề mặt của trụ implant này thì sẽ có những cái rãnh gen, với kích thước gen hay là độ sâu gen sẽ khác nhau từ cổ cho xuống đáy implant. Và cái đường kính cũng như là cái chiều dài của implant thì tùy các hãng sẽ có rất là nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với cái tình trạng xương của từng bệnh nhân. Trụ implant thì có vai trò gì? Thì có 3 cái vai trò chính của trụ implant mà bác sĩ muốn nhấn mạnh. Thứ nhất là đảm bảo tạo ra được một cái nền móng vững chắc, giúp nâng đỡ được cái trụ phục hình và cái răng sứ phía bên trên. Thứ hai là giúp phân tán lực nhai từ răng sứ truyền qua cái trụ phục hình xuống chân răng và xương hàm phía dưới. Và thứ ba đó là kháng lại cái sự tiêu xương hàm mà các phương pháp trồng răng truyền thống không thể nào mang lại được. Khi trồng răng implant thì bác sĩ sẽ tiến hành đặt một cái trụ chân răng nhân tạo vào trong xương hàm, đúng ở cái vị trí mà cái răng của bệnh nhân đã bị mất. Và sau một thời gian thì các tế bào xương sẽ đến và bám trực tiếp vào cái chân răng nhân tạo đó, tạo thành một cái khối thống nhất. Và cái quá trình này gọi là cái quá trình tích hợp xương. Và mức độ bám nhiều hay là bám ít thì sẽ phụ thuộc vào cái bề mặt của chân răng nhân tạo được xử lý. Hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều cái hãng sản xuất implant, nhưng mà về cơ bản thì chúng ta có thể chia làm 4 cái thế hệ implant khác nhau. Như cô chú, anh chị và các bạn có thể quan sát ở trên cái màn hình thì đây là 4 cái loại thế hệ implant khác nhau. Thế hệ đầu tiên đấy là thế hệ implant, những cái implant cổ điển từ ngày xưa, cái thuở sơ khai mới phát minh ra implant. Thì cái bề mặt implant thì hoàn toàn đó là một cái bề mặt kim loại trơ và có cái màu kim loại rất là rõ. Thế hệ thứ hai đó là thế hệ implant đã được xử lý bề mặt bằng cách thủy phân axit. Thì ở trên bề mặt này, sau khi được thủy phân axit thì sẽ xuất hiện những cái bề mặt vi lỗ giúp cho cái tế bào xương có thể bám được vào đây. Và trên cái bề mặt này sẽ cái của những loại implant này sẽ có cái màu sắc là màu xám. Và thế thứ ba là cái implant thì sẽ được xử lý bề mặt bằng cái công nghệ SLA, là sau khi thủy phân bằng axit thì sẽ được phủ lên trên một cái lớp và có cái cấu trúc giống như cái san hô và xương người, để nhằm mục đích là tăng cái khả năng thu hút cái tế bào xương, tế bào máu đến để tích hợp xương. Và cuối cùng đó là cái thế hệ implant mà hiện đại tốt nhất hiện tại, đó là cái thế hệ implant thứ tư. Và sau khi được xử lý cái bề mặt giống như thế hệ thứ ba bằng cái công nghệ SLA, thì cái loại implant thế hệ thứ tư thì sẽ được ngâm trong một cái dung dịch thì cho có cái bề mặt nó ướt, và giúp cho cái việc là khi mình đặt vào trong cái xương hàm thì những cái implant loại này thì sẽ có khả năng hút được cái máu và thu hút tế bào xương, tế bào máu đến tích hợp trong một cái thời gian nhanh nhất. Và trong 4 cái loại implant vừa kể trên thì cái thế hệ implant thứ 3 và implant thế hệ thứ 4 là những cái implant mà có cái khả năng tích hợp xương cao nhất, và cũng có cái thời gian mà tích hợp xương nhanh và được rút gọn nhất. Có thể kể đến một số cái đại diện, ví dụ như là thế hệ thứ 3 thì chúng ta có cái thế hệ implant Neo 3 hay là Supply Hyosen, hay là thế hệ thứ 4 thì chúng ta có cái đại diện tiêu biểu đó là cái implant SLA ái nước của Strongman. Để đảm bảo được cái tỷ lệ thành công sau khi cấy ghép implant thì tại nha khoa Lạc Việt Intech đã loại bỏ hoàn toàn các trụ implant thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai.
Và đa phần chúng tôi sẽ sử dụng cái trụ implant thế hệ thứ 3 và thế hệ thứ 4 cho khách hàng. Thì bằng việc sử dụng các cái dòng trụ thế hệ cao thì sẽ giúp tăng được cái tỷ lệ tích hợp cũng như là rút ngắn được cái thời gian điều trị. Và chỉ sau khoảng độ từ 2 cho đến 4 tháng là đã có thể lấy dấu phục hình để lên răng cho bệnh nhân. Thứ hai đó là cái trụ phục hình. Thì trụ phục hình hay còn gọi là cái trụ kết nối almond là một cái bộ phận kết nối từ cái chân răng implant lên trên lợi để gắn cái răng sứ vào đó. Thì như cô chú và anh chị các bạn có thể quan sát, đây là một chiếc trụ phục hình. Thì cấu tạo của một cái trụ phục hình thì sẽ gồm hai cái phần. Thứ nhất đó là cái phần âm dưới lợi có cái tác dụng là bám dính vào cái biểu mô của mô lợi. Và phần thứ hai đó là cái phần nhô lên trên lợi thì có cấu tạo giống như một cái cùi răng. Và đây là cái phần để cho cái răng sứ gắn vào đây. Trụ phục hình thì cũng có rất là nhiều loại khác nhau. Thì như cô chú, anh chị và các bạn có thể quan sát trên tay bác sĩ hiện tại là 4 cái loại trụ phục hình. Thứ nhất đó là trụ phục hình gắn xi măng hay còn gọi là almond stock. Thứ hai đó là trụ phục hình bắt vít, almond screw. Thứ ba đó là trụ phục hình cá nhân hóa bằng titanium. Và cuối cùng đó là cái trụ phục hình cá nhân hóa bằng zirconia. Và trong đó thì cái trụ phục hình cá nhân hóa bằng zirconia là cái loại mà tốt nhất và lý tưởng nhất. Và tại vì sao mà bác sĩ nói đây là cái loại mà tốt nhất và lý tưởng nhất? Thì với hai cái loại trụ phục hình gắn xi măng và trụ phục hình bắt vít thì đây là những cái trụ phục hình bán sẵn được các hãng implant sản xuất kèm theo cái set trụ implant thì có kích thước rất là nhỏ, cái màu sắc không thể nào đáp ứng được cái yêu cầu về thẩm mỹ và cái bề mặt này không thể nào lợi có thể bám được vào đây được. Và kích thước nhỏ nên không thể nào đẩy được cái lợi ra tạo được cái đường viền lợi lý tưởng. Với cái trụ phục hình titanium và trụ phục hình zirconia thì có kích thước rất là to, rất là lớn, có thể đẩy được cái mô lợi của bệnh nhân ra, tạo được cái đường viền lợi giống như với cái răng thật. Và với zirconia thì sẽ đạt được cái độ thẩm mỹ cũng như là cái màu sắc tốt nhất, lý tưởng nhất, đặc biệt là với cái vùng răng cửa thẩm mỹ. Và đặc biệt đó là cái khả năng tái lập được cái hàng rào sinh học giống như y như răng thật, giúp tránh được cái tình trạng rắt thức ăn, ngăn ngừa tuyệt đối cái khả năng xâm nhập của vi khuẩn từ khoang miệng xuống dưới cái chân răng implant. Almond là một cái thành phần thì rất là nhỏ nhưng mà lại có cái vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thì với cái almond customized zirconia hiện tại thì chưa được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam do cái chi phí sản xuất thì còn khá là đắt đỏ. Và trong khi đó thì ở trên thế giới người ta đã dùng khá là nhiều và hầu hết các loại almond bán sẵn thì đều bị loại bỏ trên thế giới. Tại nhà khoa học Việt Intech thì là cái đơn vị đầu tiên cũng như là duy nhất đang sản xuất cũng như là ứng dụng cái almond customized zirconia cho khách hàng. Và do tự chủ được cái việc sản xuất, vì vậy mà là khi cấy implant tại nhà khoa học Việt Intech thì khách hàng sẽ không phải mất thêm cái chi phí để mua riêng cái almond. Almond sẽ được nằm trong một cái gói combo gồm trụ implant, almond và răng sứ bên trên. Thứ ba, đó là bộ phận cuối cùng là chiếc răng sứ. Thì đây là bộ phận duy nhất của cái răng implant mà bệnh nhân có thể nhìn thấy được. Thì cái răng sứ thì có vai trò tái lập lại cái hình thể cũng như là cái màu sắc răng để đảm bảo được cái tính thẩm mỹ cũng như là cái chức năng nhai nghiền. Khi phân loại theo vật liệu thì sẽ có 3 cái loại răng sứ. Thứ nhất đó là cái răng sứ titanium. Thứ hai đó là cái răng sứ đắp lớp có cái lõi zirconia. Và thứ ba đó là cái răng sứ zirconia đa lớp. Và để biết thêm về các loại răng sứ thì cô chú và anh chị có thể tham khảo cái video này. Và trong 3 cái loại răng sứ vừa kể trên thì cái răng sứ zirconia đa lớp thì được đánh giá là một cái loại răng sứ tốt nhất. Thì tại vì sao mà bác sĩ lại nói như vậy? Thì như cô chú, anh chị và các bạn có thể quan sát, đây là một cái chiếc răng sứ zirconia đa lớp. Nó có lõi bên trong và bên ngoài thì đều là zirconia, được cắt nguyên khối từ một cái khối zico đa lớp duy nhất và không phải đắp lớp sứ. Cái răng sứ zirconia đa lớp này thì sẽ đáp ứng được hầu hết cái yếu tố của một chiếc răng sứ hoàn hảo, thì bao gồm là cái màu sắc biến thiên từ cổ cho đến rìa cắn giống với răng thật, cái độ cứng biến thiên, độ kháng mài mòn và cái độ bền uốn tương tự răng thật. Từ đó thì sẽ đảm bảo được cái khả năng ăn nhai, tính thẩm mỹ cũng như là cái độ bền lâu dài tương tự với răng thật. Thì tại nhà khoa học Intech thì hiện tại chúng tôi không còn sử dụng những cái răng sứ titanium hay là những cái răng sứ đắp lớp có lõi zico, mà hiện tại chúng tôi đang áp dụng 100% toàn bộ là cái răng sứ zirconia đa lớp. Thì trước khi lên răng thì bệnh nhân sẽ được lấy dấu bằng máy scan có cái đầu quét AI. Sau đó thì được thiết kế cái dáng răng cá nhân cho từng cái vị trí răng của từng khách hàng khác nhau.
Thì đây cũng chính là cái điểm khác biệt của Lạc Việt InTech so với rất nhiều các nha khoa trên thị trường hiện nay. Thì có thể tổng kết lại thì trồng răng implant là một cái giải pháp phục hình hiện đại nhất hiện nay và có cái ưu điểm vượt trội hơn tất cả các phương pháp phục hình cũ khác. Tuy nhiên thì trồng răng implant thành công thì cần phải đáp ứng được 3 cái tiêu chí là thẩm mỹ đẹp, ăn nhai tốt và bền vững suốt đời. Để đáp ứng được những cái điều đó thì một trong các cái bộ phận cấu thành nên chiếc răng implant bao gồm là cái răng sứ trên implant này, cái trụ phục hình hay là cái chân răng implant thì đều phải tốt và đạt được cái tiêu chuẩn. Thêm nữa thì cần phải lựa chọn được cái địa chỉ nha khoa uy tín, nơi có cái đội ngũ bác sĩ giỏi cùng với công nghệ hay là cái máy móc hiện đại và vô trùng tuyệt đối. Là một trung tâm trồng răng implant chuyên sâu với gần 20 năm hoạt động thì chúng tôi tự tin đáp ứng tốt được các tiêu chuẩn khắt khe trên, mang đến cái kết quả trồng răng implant an toàn, bền vững và thẩm mỹ lâu dài. Minh chứng rõ nét nhất đó là cái sự thành công của hơn 60.000 ca cấy ghép implant đã được thực hiện tại nha khoa Lạc Việt InTech. Em đã hiểu trồng răng implant là gì chưa? Em hiểu rồi bác sĩ ạ. Thế thì đến nha khoa Lạc Việt InTech trồng răng ngay thôi. Đô.